xong rồi cho block dưới lên nhỉ. Mà ngồi đây nghe tim đập thình thịch thình. Bể này bắt đầu có mùi thối rồi. Đi thay đi. Bể không phải thay, bể thối ung này. Tắm em ngoài. Ừ. Giữ đấy đó. Đào vào nữa. Thank you.
cho vào đây. Ông lấy rổ sang bên này chưa? Đây rồi. Hôm nay vừa thổ lên nó thổ nhiều như thế rồi. Vẫn bị. Nó ra nó bù đấy. Hai con đố với con mốc với hàng phăng lắm. Tại này không về đâu mốc này. Em đi mua đôi cá mập cho. Anh không đeo đôi cá mập đâu, đeo cá mập làm sao mà đi được làm được. Đeo đôi như này thôi nhưng mà tìm lấy đôi nào chắc chắc một tí. Lấy đôi con một tí nhé. Phăng này thôi, vừa rồi nhưng mà nó phải chắc. Mà lấy dép quay hậu đeo cũng được. Lấy quay hậu đi chắc chân. Rồi lúa bên cạnh em ấy nhiều lắm. Đó. Làm cho chuyện lên hướng rau ấy, tí tay hướng rau đi. Thế cũng được, nhưng mà có giàn đâu. Giàn cây có. Tí làm cây xong đi mua lưới trắng như này để cho nó leo lên đi chứ. Cây thôi mà. Không bốn cây đâu nhưng mà răng lưới như này cần 4-5 cây một dàn, cứ một dàn 10 cây là vừa. Bên có 3 cân còn ít. Để vào một tuần nữa. Vài hôm nữa chứ.
cắt lên đây. Từ góc không phải ngủ là đi kiến. Con ở bên ta con có mời thôi xong phải lấy tiếng ngầm hết. Lấy cháu rồi vào xén nọt à? Thank you.
Thao có thấy nó bảo ăn một chỗ nó đóng vào bố bảo Thank you.
Dạ. Này nó chắn ít rồi là không phải chịu được nhiều. Đừng để dây quả đầu đuối để vào dây còn làm sao biết mình phải không được chạm vào dây được.
Thank you.